Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bốc thăm cái chương trình viết cảm nhận trình diễn opera cho Android và chúng chiếc điện thoại Galaxy S4. Và chúng ta cũng đã biết kết quả và đã được công bố trên diễn đàn kinh tế. Nhưng các bạn tham gia thì chúng ta còn, ngoài cái giải thưởng trên thì chúng ta còn có một cái giải thưởng khác dành cho các bạn tham gia. Đó là một phiếu mua hàng online tại Lazada trị giá là 500.000 đồng. Và cái giải thưởng này thì mình sẽ bốc thăm cho hai bạn may mắn nhất trong cái danh sách mà tất cả các bạn tham gia. Đây là danh sách của các bạn tham gia ha. Rồi, tỷ lệ chọi rất là cao, là tại vì nó gần 1.000 bạn, cho nên là nếu mà hai bạn nào mà được cái giải thưởng này cũng rất là may mắn cho trong cái quá trình bốc thăm. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào trang random, trang thường ngày của tinh tế để bốc thăm và lựa chọn các con số may mắn. Rồi, bây giờ mình sẽ bốc thăm từ số 1 cho đến số 939. Từ số 1 cho đến số 939. Và mình sẽ lấy ra hai bàn. Rồi, mình sẽ nhấn OK. Xin chúc mừng bạn có số là 544 và 922. Một bạn thì ở giữa danh sách và một bạn ở gần áp chót danh sách. Để xem 922 là bạn nào. 922. 922. Vâng, xin chúc mừng bạn Vũ Văn Huy. Và chúng ta tìm lại con số là 544. 544 là bạn Vũ Anh Tuấn. Xin chúc mừng hai bạn Vũ Anh Tuấn và Vũ Văn Huy. Và không biết là có anh em bà con gì không mà sao họ lại giống nhau. Cuối cùng xin chúc mừng hai bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Xin cảm ơn và tạm biệt.